2. Dạy hành nhân hãy chuyên cậy vào Phật lực Trong Phật Pháp, Pháp môn vô lượng, bất luận, đại, tiểu, quyền, thật, hết thảy Pháp môn đều phải dùng giới, định, huệ để đoạn, tham, sân, si cho hết sạch, không còn sót thì mới có thể liễu sanh thoát tử. Điều này khó như lên trời, chẳng phải là chuyện hàng phàm phu sát đất, đầy dẫy truyền phược như chúng ta mà hồng mong mỏi được. Nếu dùng lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, cầu sanh Tây Phương, thì bất luận công phu cạn hay sâu, công đức lớn hay nhỏ, đều có thể cậy vào Phật từ lực, vãng sanh Tây Phương. Điều này giống như ngồi chiếc tàu thủy to vượt biển, chỉ chịu lên tàu, liền có thể đến được bờ kia, ấy là nhờ sức tàu, chứ chẳng phải là bản lãnh của chính mình. Tính nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương cũng giống như thế, hoàn toàn là Phật lực, chứ không phải do đạo lực của chính mình. Hễ đã sanh về Tây Phương, thì sanh tử đã liễu, phiền não chẳng sanh, đã giống như người vận dụng công phu tại nơi ấy đã lâu, đã đoạn sạch phiền não, liễu sanh tử. Vì thế, niệm Phật quyết định phải cầu sanh Tây Phương, chớ nên cầu phước báo trời người trong đời sau, chớ nên nương theo những kẻ rời lìa tín nguyện chỉ dẫn người khác niệm Phật cầu khai ngộ. Niệm Phật, cốt yếu là nhiếp trọn sáu căn. Trong lúc niệm Phật, nhiếp tai lắng nghe kỹ, đấy, chính là biện pháp để nhiếp sáu căn. Có thể trí tâm lắng nghe kỹ, thì công đức so với việc, chẳng lắng nghe, niệm tán loạn, khác biệt rất lớn. Pháp này, bất luận người thượng, trung, hạ căn đều dùng được, đều được lợi ích, chỉ có lợi, không điều tệ. Hãy nên bảo hết thảy mọi người tu, đều tu theo pháp này. Ứng quan Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển Thượng, Thư Gửi Cư Sĩ, Trương Tịnh Giang Chúng ta đã luân hồi trong sanh tử bao kiếp dài lâu, đã tạo ác nghiệp vô lượng vô biên. Nếu cậy vào tự lực để tu trì, hồng diệt sạch hoặc nghiệp phiền não để liễu sanh thoát tử thì còn khó hơn lên trời. Nếu có thể tin vào pháp môn tịnh độ, do Đức Phật đã nói, dùng lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, niệm danh hiệu A-di-đà Phật, cầu sanh Tây Phương, thì bất luận nghiệp lực lớn hay nhỏ, đều có thể cậy vào Phật từ lực, vãng sanh Tây Phương. Ví như một hạt cát, bỏ vào nước, liền chìm, nhưng khối đá, mấy ngàn, mấy vạn cân, đặt trên một chiếc đại hỏa luân thuyền, chẳng những không chìm, mà còn chuyển sang được nơi khác để tùy ý sử dụng. Đá, ví như nghiệp lực sâu nặng của chúng sanh, đại hỏa luân thuyền, ví như di đà nguyện lực rộng lớn. Nếu không niệm Phật, cậy vào sức tu trì của chính mình để mong liễu sanh tử, thì phải đạt đến địa vị nghiệp tận tình không mới được. Nếu không, dù cho đoạn được phiền não hoặc nghiệp, chỉ còn sót lại một tí xíu, thì cũng chẳng thể liễu được. Ví như một hạt cát cực bé cũng phải chìm trong nước, quyết chẳng thể tự mình vượt ra ngoài nước được. Các hạ, chỉ nên sanh lòng tin, niệm Phật, cầu sanh Tây phương, đừng nghĩ gì khác nữa. Nếu làm được như thế thì tuổi thọ chưa tận sẽ liền mau được lành bệnh, vì công đức chuyên nhất chí thành niệm Phật có thể diệt trừ được ác nghiệp đời trước. Ví như mặt trời đã mọc lên, tuyết sương bèn tan mất, tuổi thọ đã tận, thì liền vãng sanh. Do tâm không có ý niệm khác, nên bèn được cảm ứng đạo giao cùng Phật, vì thế, được Phật từ tiếp dẫn vãng sanh. Nếu các hạ tin được lời này, thì sống cũng được đại lợi ích, mà thác cũng được đại lợi ích. Ấn quan Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển Hai, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Cừu Bội Khanh, Hai. Kinh Lăng Nghiêm, nếu người không biết Pháp tịnh độ, đọc đến, sẽ cho kinh này là công thần bậc nhất để đã phá tịnh độ. Còn người đã biết tịnh độ, sẽ thấy kinh này là hướng dẫn tốt lành cho tịnh độ. Vì sao nói thế? Dùng tự lực để ngộ đạo, khó lắm. Còn vãng sanh tịnh độ, lại dễ. Nhân quả của mười pháp giới, mỗi mỗi phân minh. Nếu chẳng cậy vào Phật lực, dù phá được một hai ấm, vẫn có thể bị ma dựa, trở thành chủng tử địa ngục. Đã thế, 24 công phu viên thông, người bây giờ, ai có thể tu tập được? Chỉ có niệm Phật, như con nhớ mẹ, hễ ai có tâm, đều phụng hành được. hễ tịnh niệm tiếp nối, bèn tự chứng được tam ma, chánh định. Người biết tốt, xấu, đọc đến, có còn chịu chỉ cậy vào tự lực, chẳng nương vào Phật lực hay chăng? Ấn quan Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Nguyễn Hai, Thư Trả Lời Cư Sĩ X, ở Vĩnh Gia, 7. Người niệm Phật, nếu mắc bệnh, hãy nên một dạ đợi chết. Nếu tuổi thọ chưa hết, sẽ chống lành bệnh, vì toàn thân buông xuống. Niệm Phật, có thể tiêu được nghiệp chướng mạnh nhất. Nghiệp tiêu, bệnh sẽ lành. Nếu không buông xuống được, cứ muốn cầu lành bệnh, thì vẫn chưa thể lành bệnh được mà cũng chắc chắn không cách gì vãng sanh được vì chẳng nguyện vãng sanh. Nếu không hiểu rõ những đạo lý này, há còn có thể cậy vào Phật từ lực được ư? Ấn quan Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Nguyễn Hai, Thư trả lời anh em ông Châu Mạnh Do. Pháp môn tịnh độ chính là pháp môn vừa cực khó, vừa cực dễ. Nói là khó thì là do vì bậc đại triệt đại ngộ thâm nhập kinh tạng, còn chẳng tin được. Nói là dễ, là do vì ngu phu, ngu phụ, chí thành khẩn thiết niệm, liền có thể lúc lâm chung, hiện tướng lành, vãng sanh Tây Phương. Những vị đại triệt đại ngộ, thông hiểu sâu xa kinh luận kia, còn chẳng mong ngang vai bằng lứa với họ. Ấy là vì một đằng bỏ Phật lực, chuyên cậy vào tự lực. Một đằng, chuyên cậy vào Phật từ lực, lấy Phật lực, dẫn phát tự lực. Do Phật lực, pháp lực, sức sẵn có trong tự tâm, ba pháp khế hợp nên được siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Pháp này quan trọng nhất là tính, nguyện. Có tính, nguyện sẽ chắc chắn chịu tích cực tu trì. Chịu tu trì liền đạt được lợi ích vãng sanh. Ấn quan Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Tập Hoài Tân Phật, Tổ, Xuất Thế Đều lập pháp thuận theo cơ nghi Kẻ độn căng đời mạc Nên chọn lấy pháp vừa khế lý Lại vừa khế cơ Để chuyên rồng dốc sức Ngõ hầu nương theo Phật từ lực Vượt ngang ra khỏi tam giới Ngay trong một đời này Giải quyết xong xuôi đại sự sanh tử Chẳng thể dễ dàng giải quyết Trong trăm ngàn vạn kiếp ấn quan Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ lời tựa cho nghi thất niệm tụng của đạo tràng chuyên tu tịnh độ linh nham sơn tự